một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em.
đám đông như người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng. Trọn đời ta chỉ yêu nhau mà thôi. Hoàng tử của em, người yêu của em không cần giàu sang. Người yêu của em đứng đắn đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em, không bê bướm ngả lơi, không như anh chiều trôi. Lời chất nơi đầu môi. Dưa lời hát vang mừng ta hạnh phúc.
lòng vui lắm em biết không em. Hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay, buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay, buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Mong mơ của
ai thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm được ngồi. Lời đầu tiên xin trân trọng gửi tới các cụ, các ông, các bà, các bác, các em, các chị, quý vị đại biểu hiện diện trong hội trường ngày hôm nay, bước sang năm 2017 có một cuộc sống tràn đầy sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc cho đoàn đại biểu đại diện quan viên họ nhà trai và đoàn đại biểu đại diện quan viên họ nhà gái liên kết bên nhau trong yêu thương và vạn sự cát tường. Chúc cho buổi lễ đính hôn hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị và duyên hôn thân mến, để mở đầu cho chương trình buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng hướng cặp mắt xinh đẹp của mình về sân khấu, về đài Hoa Hạnh Phúc để gặp gỡ và lắng nghe ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn, đại biểu đại diện quan viên họ nhà trai sẽ có những lời vàng, lời ngỏ trước sự chứng kiến của quan viên của họ hai nhà. Xin trân trọng kính mời trưởng đoàn đại diện quan viên họ nhà trai sẽ hiện diện trước đài Hoa Hạnh Phúc và phát biểu trước sự chứng kiến quan viên của họ hai nhà. Nhân dịp đầu xuân mới, chúng tôi xin đề nghị quý vị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và có hai cô và hai cháu Khoái và cháu Hàn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi ở dưới đó là có sửa nghi lễ nên để thắp hương, xin thắp hương tổ tiên và cũng thưa chuyện với gia đình nhà gái các cháu ở trên này để cho hai cháu thế là thuận tiện đi lại. Qua những thời gian các cháu học tập và làm việc ở bên nước bạn Nhật Bản xa xôi, hôm nay các cháu về chọn cái ngày để các cháu tiễn lễ lên họ nhà gái. Tôi đại diện là bác của các cháu cũng nhân dịp năm mới cũng gửi lời thăm hỏi đến toàn thể họ nhà gái của các cháu sang năm mới nhiều niềm hạnh phúc tràn đầy và các cháu được hạnh phúc bên nhau. Vì điều kiện và xa xôi và các cháu còn phải đi học tập nữa cho nên là cũng không thể kéo dài được nữa.
Hôm nay trên là gia đình chúng tôi có sửa nghi lễ rồi lên để thắp hương tổ tiên rồi nói chuyện với gia đình nhà gái. Tôi là lần đầu tiên mà năm mới, tôi xin đại diện cho gia đình là gửi tới gia đình nhà gái một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt. Đáp lễ và bắt lời mời học của vị trưởng đoàn đại diện phát biên của nhà trai, tôi xin trân trọng, xin chào kính mời trưởng đoàn đại diện phát biên họ nhà gái sẽ có đôi lời và học. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên cùng toàn thể quan viên hai họ bốn nhà. Hôm nay là ngày đầu xuân năm mới, thay mặt cho họ nhà gái, trước hết tôi xin gửi đến các cụ công, các bà, họ nhà trai và toàn thể các cụ công bà, hai họ bốn nhà lời chúc sức khỏe năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Báo cáo các cụ công, các bà là qua thời gian các cháu tìm hiểu và công tác học tập tại đất nước Nhật Bản thì đến nay là rất là phấn khởi, là các cháu lại là xây dựng hạnh phúc gia đình trong một cái môi trường phù hợp với điều kiện của các cháu. Thì năm nay là các cháu cũng là hôm nay thay mặt cho ông bà tạo và cũng như gia đình họ nhà gái, một lần nữa xin gửi đến các cụ công, các bà và nhà trai và nhà trẻ môi trường một lời chúc sức khỏe, mọi điều tốt đẹp nhất. Vâng, tiếp theo xin mời hai ông trưởng đoàn sẽ đứng ở vị trí sân khấu. Vâng, xin mời và hai ông siết chặt tay nhau. Vâng, xin được chúng ta lấy một tràng pháo tay thật to để chúc mừng. Vâng, tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin chuyển lời mời tới các bạn trẻ trong ban lễ thân hãy trở về vị trí của mình. Xin trân trọng kính mời các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, quý vị đại biểu, quý quý cùng các bạn trẻ nam nữ thanh niên, chúng ta tiếp tục hướng cả mắt xinh đẹp của mình về sân khấu, về đại hoạn phúc để chứng kiến cho hai bà thông gia trao và nhận những phần nghi lễ hết sức trang trọng cho buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Vâng, xin thưa quý vị, đúng là miếng trầu nên dâu nhà người, miếng trầu cũng là đầu câu chuyện. Xin mời các bạn trẻ trong ban lễ tân di chuyển phần lễ chầu cao lên trên bài hoài phúc để trang hai bà thông gia bắt đầu là nghi lễ chầu cao, miếng chầu nên dâu nhà người, miếng chầu cũng là đầu câu chuyện. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Thứ hai là lễ dâu rượu. Vâng, xin mời bền vững đời đời bắt đầu từ đây, xin nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là phần xính lễ hoa quả tượng trưng cho tình yêu của đôi nữ ngày một đơm hoa kết trái, xin nhiệt liệt chúc mừng. Là cái phần nghi lễ tiếp theo, xin mời bác cái tân trưởng lên thế này. Là phần bánh kẹo được tượng trưng cho tình cảm thông gia hai nhà như một biển rộng mênh mông. Và chúng tôi xin được chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Chúng ta tiếp tục chứng kiến những phần nghi lễ hết sức trang trọng trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Từ ngày hôm nay mãi mãi sau này, đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc. Tiếp tục ban lễ tân. Tình yêu đôi lứa đầy đủ, chu đáo, an khang và tình vượng bắt đầu từ đây. Chính vì vậy, một lần nữa chúng tôi xin đề nghị quý vị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Đầy đủ hết sức trang trọng. Cho đến giờ phút này, xin mời hai bà thông gia chúng ta bắt tay nhau, nắm chặt tay nhau, siết chặt tay nhau, chúc cho tình thông gia hai nhà như
chúng tôi gắn bó các dân bắt đầu đời đời từ đây. Xin nghe chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, tiếp theo là phần nghi lễ hết sức trang trọng, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trưởng đoàn đại biểu đại diện con viên hò nhà gái, đại diện con viên hò nhà trai sẽ dẫn hai cháu Thu Hà và Duy Hoái cùng với những nghi lễ ăn hỏi vào trong phía gia đình để thắp những nén hương đầu tiên. Báo cáo và xin phép với tổ tiên rằng bắt đầu từ giờ phút này, từ ngày hôm nay chính thức cho phép các con các cháu sánh duyên vợ chồng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, công các bà cùng toàn thể quan viên hai họ của nhà, qua lời phát biểu của ông trưởng đoàn và nhà trai thay mặt cho họ nhà gái, gia đình họ nhà gái chúng tôi xin chấp nhận ý kiến của các nội dung của gia đình họ nhà trai và mong muốn hai nhà càng ngày càng gần gũi, càng như một, là để chăm lo hạnh phúc cho các cháu trong cái sự nghiệp trồng cây chung ăn quả chung. Thì là chúng ta là cố gắng làm sao mà vun trồng cho là cây hoa trái thì nó đầy đủ. Thế và một lần nữa thì thay mặt cho họ nhà gái, tôi cũng xin được cảm ơn các cụ cô các bà, và xin được một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe các cụ cô các bà và toàn thể hội hôn của chúng ta năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Thế và tôi cũng xin báo cáo luôn các cụ cô các bà là sau đây mời các cụ cô bà ta ăn trầu uống nước mừng cho hạnh phúc của các cháu, và mời sau đó là mời các cụ cô bà ta đi tham quan khu vực của nhà ông bà ta để gia đình họ nhà gái
bố trí là mời các cụ công các bà ta dùng bữa cơm thân mật cầu xuân năm mới chúc phúc cho các cháu. Xin cảm ơn. Xin trân trọng mời hai bà thông gia trao và nhận lễ xin cưới. Xin được chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo cái phần kính xin kính thưa quý vị, nhân dịp đầu xuân mới, ban tổ chức chúng tôi xin gửi tới lời chúc sức khỏe, những lời chúc cao sang, an khang và thịnh vượng. Xin chúc cho đơn tân an, đất nước thu hà duy khoái, sống bên nhau suốt đời, cuộc sống luôn vui tươi, gia đình hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin chúc cho tình thông gia hai nhà như một, gắn bó keo sơn, bắt đầu bền vững đời đời từ đây, cao như núi, dài như sông, mênh mông như biển cả. Vâng, xin chúc mừng một tràng pháo tay thật long liệt. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được chứng kiến chương trình tổ chức lễ đính hôn đã được thực hiện với hai trưởng đoàn cũng hai bà thông gia. Cho đến giờ phút này tất cả mọi thủ tục nghi lễ đã đầy đủ chu đáo hoàn tất. Vậy để chúc mừng cho buổi lễ đính hôn ngày hôm nay thành công rực rỡ, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật to, thật dài và long liệt. Xin được cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều. Xin trân trọng cảm ơn. Phần nghi lễ cũng hết sức trang trọng mà phía gia đình họ nhà trai đã chuẩn bị, đó là đôi tân nam tân nữ trao nhẫn cho nhau, vâng, tượng trưng trao trái tim và cả cuộc đời cho nhau, bắt đầu từ giờ phút này, từ ngày hôm nay. Vâng, chúc cho đôi tân nam tân nữ trăm năm với những giấc mơ tình, vâng, trăm năm hạnh phúc. Vâng, xin mời chú rể bắt đầu công việc của mình. Xin chào. Tiếp theo, cô dâu trao nhẫn cho chú rể. Vâng, xin đề nghị duyên hôn chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho các cháu trăm năm hạnh phúc. Thương
Vâng, kính thưa các vị khách quý, các liền anh liền chị chúng em khi khách đến chơi nhà thì pha trà mời người xơi nước. Và trong những bữa tiệc như thế này thì người quan họ chúng em lại có câu hát rằng: tay tiên chúc chén rượu đào, sánh ra thời tiếc uống vào thời say, tay nâng đĩa muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Xin mời toàn thể các vị tân quý khách hãy dựng đũa nâng cốc để cùng với các liền anh liền chị chúng em có câu hát chúc rượu. Trong tim em khao khát sương đầy.
Hãy subscribe.